Ok, xin chào mọi người nhá. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ review qua cái map bot. Cái chế độ bot này thì sắp tới sẽ ra ở trong phiên bản Z Mobile Việt Nam thôi. Còn bây giờ mình sẽ review qua cái phiên bản Z Mobile China nhá. Thì nó có 3 chế độ. Đầu tiên là chế độ dễ này, chỉ có cái thằng cầm trượng thôi. Và cái thứ hai đó là cái con bot đồ bò này. Cái con bot sừng trâu đồ bò. Và con bot cuối cùng là con bot Nolan. Đấy, nó có 3 chế độ. Và mục tiêu của mình ngày hôm nay đó là cái cung này này, cái cung đó chính là cái cung AI, cung bóng tối đấy. Đây, để xem thử ba cái nhá. Thì mỗi chế độ, mỗi con boss thì nó sẽ có phần thưởng riêng. Con boss Donald thì có cái cây song thương này. Con boss thứ hai thì có cái cung này. Và cái con boss dễ nhất thì có cái trượng quỷ. Ok, let's go. Và mình sẽ chọn chế độ khó đi luôn cả ba con boss. Rồi, vào ba ông có vẻ là có khả thi đây. Thì mình mang theo cái khẩu thương sâm băng này. Mình sẽ chỉ có bắn lựu đạn băng này thôi. Các bạn cầm lựu đạn băng ấy. À quên, thương sâm băng có cái phần lựu đạn này. Lựu đạn băng giá này các bạn cứ bắn thôi. Bắn hết tất cả các quái nhỏ thì đam lên rất là nhanh. Và quái trên rất là nhanh. Đấy. Đấy, vào đây một phát là các bạn phải mở cửa. Đúng, đây đã cho mở cửa. Mấy con boss này chỉ cần mấy ăn xơi mấy quả thương sâm băng là phát chết ngay mà. Rồi mở cửa phát thì quái nó sẽ dồn về mình. Nó dồn về bắt mình. Nó có 3 cửa thôi. Cửa trước mặt mình này. Đây, cửa bên trái này. Và cửa bên phải đây. Mình cứ bắn mỗi cửa cho một quả thương sâm băng vào là quái nó đi ra là nó giết hết. Nếu mà ai không có thương sâm băng thì cứ cầm cái cây cây gọi là cây gì nhỉ? Nói chung là cứ súng gì mà bắn dùng để đi bắn AI như là MG hay là shotgun các kiểu thì bạn phải lôi hết ra. Tránh trường hợp là dùng sniper nhá. Slip không bắn được đâu. Quái nhiều này slip không bắn được đâu. Chỉ có riêng khẩu slip là khẩu MSG VIP mà hai thằng kia đang dùng thôi. Chứ còn đâu mà các bạn cầm slip thì kiểu 3Z các kiểu bay hết. Tại sao bây giờ không có cái con hình như cái con hình người màu xanh nó to ấy? Hay là bây giờ nó bỏ rồi nhỉ? Rồi, chỉ còn 30 giây nữa là cửa bắt đầu mở. Đấy, phải kiên trì. Mình cứ cầm thương sâm băng. Mình cho quái nhỏ nó chết đi. Bắn cho quái nhỏ chết đi. Xong còn để quái to thì mấy cái thằng cầm MSG kia cho nó hạ. Đấy, thương sâm băng thì quái to thì nó không xin nhê gì đâu. Chỉ có mấy cái thằng mà cầm MSG kia nó bắn cho mình thôi. Còn quái nhỏ mình phải bắn cho bọn nó để quái nhỏ nó đỡ xông lên mà giết mấy cái thằng cầm MSG đấy. Rồi, hết 30 giây một cái. À, hết 1 phút 30 giây. Đấy, cửa sẽ mở. Nhảy vào đây, bye bye, see you again. Đấy, ta đi thang máy nhá. Cái thời này mà đã có thang máy kinh thật đấy. Đấy, vào đây à. Vào đây thay đạn. Đấy, nâng lam lên bắn cho nó khỏe. Rồi, chuyển xong rồi đi. Bỏ mẹ rồi, hình như mình quên không lắp lựu đạn nổ vào rồi. Bình thường là mình lắp cái quả ngòi nổ vào trong cái cung này. Bắn một phát là chúng nó bay hết luôn. Nó nổ như kiểu lựu đạn ấy. Sau này bản Việt Nam ấy, nó sẽ ra, nó có là hai cái đầu đạn. Thứ nhất là đầu đạn nổ này, và thứ hai là đầu đạn nửa. Mình thì mình dùng đầu đạn nổ thôi. Bắn vào quái thì con quái và những cái con quái xung quanh con quái mà mình bắn thì nó cũng chết hết. Còn nửa là chỉ bắn được mấy cái con ấy thôi. Bắn được cái con mà mình bắn trúng thôi. Sau này Việt Nam cũng sẽ bán nhanh thôi. Đấy. Mình súng đam to các kiểu thì đấy. 2 này, 3 này. Mấy cái bọn này bạn mọi người phải bắn chết trước khi nó đi vào người mình. Nó đi vào người mình là mình mất máu đấy. Không là chết đấy. Cho mày nổ này chết cha hết chúng mày đi. Rồi, còn thêm một lần nữa. Còn thêm một lần nữa. Đấy. Cái đầu tiên là chỉ có một hàng thôi. Cái thứ hai là nó sẽ đi đến từ hai hướng ngược lại. Cho mày chết đấy. Cho mày chết đấy. Cho mày chết này. Cả hàng dài như thế này cho úi, thấy chưa? Lâu lắm rồi mình cũng chưa đi cái chế độ boss này.
mình đi mình kiếm cái cung. À, cái ác này là cái ác hồi xưa ấy. Ác này là cái ác hồi xưa của mình. Mình bán lại cho người ta rồi ấy. Thì mình có cái cung ai đấy rồi. Thì nhưng mà mình đi mình sẽ review qua cho mọi người biết là về sau cái map này ở Việt Nam cách đi nó như thế nào. Đây là cái cung vàng huyền thoại này. Bình thường là mở dương ở trong cái vòng hero là sẽ nhận được cái mảnh ghép của cái cung này. Nhưng mà tại chả hiểu sao là Việt Nam nó tự nhiên nó xóa luôn cây cung này đi. Tự nhiên là mọi người nạp đống tiền vào là... Nói chung là nạp đống tiền vào mà không được cái cung này. Kiểu nó mất giá quá, vô nghĩa quá. Đấy. Đi vào một phát. Cái con kia nó vừa rút thắt lưng ra của con quái này sao làm nó tức lên nó nhảy xuống này. Ấy, đâu nó mày đâu rồi. Ấy, xuống phát nó cứ đi gần lại mà bắn thôi. Nào mày vào đây. Cứ đi gần lại mà bắn. Come on baby. Có chỗ nào mà báo động đỏ thì mình chạy ra chỗ khác. Cứ đi gần vào nó này. Đấy, thằng cờ hó này nó vừa bắn ra mấy cột sóng. À, mấy cái cột gió này. Mình chỉ cần đi này. Này né ra một tí là được. Rồi nó nhảy lên phát thì mọi người phải ra cái chỗ mà đi vào lúc nãy này. Đứng đây thì sẽ không bị cái đạn đầu lâu của nó. Đạn đầu lâu tím sẽ không bị dính đầu lâu của nó. Đây. Đi vào cái chỗ mà lúc nãy mà mình vào cái map này này. Mình vào cái sân này này. Rồi nó chết rồi. Ok. Mình có cái nhẫn gọi là nhẫn AI. Ở Việt Nam bây giờ là có hai cái nhẫn thôi. Một là nhẫn rồng, hai là dây chuyền. Thì mình gồm mình có cả dây chuyền này, gồm có cả nhẫn này. Và mình có thêm một cái nhẫn nữa gọi là nhẫn AI. Nó gọi là nhẫn phượng hoàng. Đấy, tăng đam bắn bot thì mình bắn bot rất là nhanh, đam rất là to. Giờ mình sẽ mở hết nhá. Ok, mở hết luôn. Sau đi Hiếu nhá. Có xem được clip này thì cho anh sau đi em. Anh muốn review cho mọi người xem. Có 90 kim cương mà, đi ba bot. 90 kim cương làm nhiệm vụ chắc trong 1-2 ngày thì được trở lại chỗ đấy thôi. Mình bán nick lại cho cậu em đấy. Hôm nay mượn lại nick người chơi kỷ niệm ùa về. Đấy, bây giờ là sang đến cái con boss này này. Đầu tiên là vào tăng đam đã. Tăng đam một phát là thay đạn để lấy ấy. Quả nó đến này. Đấy. Cứ bắn đồ đạn thôi. Mọi người để ý lúc ấy, từ lúc nãy đến giờ mình cũng chỉ có bắn đồ đạn băng này thôi. Bởi vì nó ăn mất rất là nhanh. Rồi, nhảy vào đây. Đấy, một chỗ thì nó đứng từ cửa vào. Một chỗ thì nó đứng ở trên từ trên tầng kìa. Chờ chết trai hết tụi mày đi. Rồi, mở xong cửa rồi. À quên, có một chỗ nữa. Mọi người trước khi mở cửa ấy, trước khi ấn cái nút xanh mở cửa thì mọi người phải vào đây này. Nhảy lên mấy cái thùng hàng này này. Nhảy lên mấy cái thùng hàng này. Cái này các bạn ấn vào một phát là coi như là cái hỏa lực của bạn được tăng thêm một nấc nữa. Chết rồi, cái bọn nó vào bộ. Và còn một chỗ nữa cơ. Mà chắc là không kịp rồi, bọn kia nó vào bọn nó mở khóa rồi. Đấy, mọi người này, đấy, trước mặt mình này. Nó có thêm một cái chấm vàng nữa kìa. Nó giống như cái chấm vàng lúc nãy mà mình ấy. Mà mình ăn phải ấy. Các bạn ăn thêm một cái chấm đấy nữa. Một cái viên đạn đấy nữa là các bạn sẽ hỏa lực của các bạn sẽ được tăng thêm một nấc nữa. Là coi như là có tổng cộng hai cái hỏa lực mà mọi người có thể ăn được. Úi, chết cha hết tụi mày đi. Giờ phải bắn hết bốn cái thằng này tương đương với cả bốn cái trụ ở trong cái tháp này này. Nó tùy từng trận thôi. Có trận thì bốn con này là bốn con bắn ra nửa, bốn con bắn ra cái ngọn gió ấy, ngọn gió thổi bay mình lên xong mình sẽ mất HP, mình sẽ mất máu. Nói chứ là con băng còn đỡ đấy, chứ còn con gió kia thì nó khoai hơn. Đấy, bắn xong chết hết thì nó sẽ đưa mình này. Rồi, đấy. Các bạn nhìn thấy hai cái cửa kìa, hai cái cửa trên đầu mình đang mở kìa. Đấy, đi qua này, đừng đi vào mấy cái kia.
sẽ bị rơi xuống đấy. Mấy kia là chỉ mấy cái tấm gỗ đất xây bên thôi. Cứ chọn cái chỗ nào mà bê tông mà đi. Ấy, đi theo con đường này. Cổng Tôn Sơn Măng vừa đi vừa nhảy nhá. Nhớ là phải vừa đi vừa nhảy nhá thì mới đi được. Không gió nó đẩy các bạn là không đi được đâu. Ê, mình bắn cho... Ấy, gió đẩy này. Bắt buộc là phải nhảy thì mới đi được. Chết đi em ơi. Rồi, xong rồi. Tôn Sơn Măng này, bọn mấy bọn đắt đắt này vào chết hết. Rồi, đến một phát thì bắt đầu mở này. Phẳng khua chi khổ. Nào, mày định làm gì đây? Rút trụ à? Hay là vuốt trụ? Rồi, vuốt trụ xuyên màn đêm. Và bây giờ đến con boss thứ hai. Con boss mà khi giết nó thì mình sẽ nhận được là mảnh cung ấy, hoặc là cái cây cung bóng tối vĩnh viễn, cung AI ấy. Đấy, cứ đi bình thường thôi. Các bạn nhìn đồ họa bên bản Trung Quốc nhìn trông có đẹp không? Quá đẹp luôn. Ôi rồi ôi, lại còn kiểu tích khí thì thiên nhiên, xong rồi hồi sinh. Mình vừa mới lấy não của nó ra khỏi cái đầu, chắc là cô cậu tức quá nó bay lên trời này, chuẩn bị giết mình cho mà xem. À, định làm gì? Rồi rút kiếm từ bụng. Ấy, đi gần vào mà bắn, cứ hướng thẳng lên đầu mà bắn thôi. Nó chém như thế này có phải né ra bên trái hoặc né ra bên phải cho nó nhanh. Các bạn mà lùi lại thì kiểu gì cũng ăn, chỉ có né sang bên trái hoặc né sang bên phải là nhanh nhất. Xong, cứ đầu nó mà dã thôi. Đấy. Nào, em ơi em định làm gì? Giờ nó cầm cung nó bắn này. Nó mà cầm cung nó bắn thì mọi người cứ đứng ở đằng sau nó nhá. Đằng sau nó mà bắn chứ không đứng trước. Ấy, nó phải đứng trước là phải né ra như thế này này. Ăn một hít là chết tươi. Hỏa lực của mình bây giờ là 1100 cơ, 1100%. Hỏa lực của nó rất là mạnh. Còn mấy con này này. Mấy con này mà không bắn trước khi mà nó đi vào người mình là nó sẽ dùng cái lửa quanh nó sẽ thiêu đốt mình, chết tươi đấy. Chứ không phải chuyện đùa đâu. Em phải giết nó, tập trung giết nó trước, xong rồi mới bắn con boss này sau. Ý, báo động đỏ là mình chạy ra bên ngoài. Ý, chạy ra bên trái. Trời ơi, chớp mày mà mát. Trời ơi, cầu đồ chảm này. Cầu luôn cái thằng kia. Ôi trời ơi. Không biết thằng kia nó chết chưa, mình thấy thương nó quá. Rồi, đang có sự kiện full 5 thẻ vàng mà. Giờ mình sẽ mở hết nhá. Được 5 mảnh cung, 3 mảnh cây đao kia. 5 mảnh cung và 3 mảnh cái đao AI. Cây đao AI, cái cây đao bóng tối ấy. Cung bóng tối và đao bóng tối. Xong con boss thứ 2 và bây giờ sẽ sang con boss thứ 3. Nào nhanh nào. À, thằng này nó chưa chết này. Các bạn thấy mình dùng cái cây thông sơn băng trông báo. Nhìn điểm số của mình là tận 5007 cơ. Ôi, tăng đam nào. Giờ 1150 rồi. Mình tăng lực thêm một lần nữa mà thôi kệ cha đi. Muộn rồi. Nhảy cho nó nhanh. Lên cho nó nhanh nào. Ui, nhìn trông đẹp không? Đồ họa rất là đẹp. Ấy, gộp hai cái mảnh sành lúc nãy giết được hai con boss vào với nhau xong rồi nắp vào trong cái quần lót của cái quan tài này. Nổ ra một phát. À, cái nắp quan tài nó bay đầu đau quá nhỉ. Đây là con boss đâu là cái con boss kinh dị và con boss đẹp đẹp vai trưởng, chân mày đẹp thêm ơi. Hứa. Nó chém này. Ui, chém này, liên hoàng cước này. Ui xôi. Nào vào đây em ơi. Oh man. Ấy, báo động đỏ một phát là phải tránh ra. Hỏa lực rất là mạnh. Sau này Việt Nam ra chắc là bắn con này mút chỉ xuyên thế kỷ mới chết. Chứ còn bây giờ bản Trung Quốc thì hỏa lực rất là mạnh rồi. Tại với cả mình cũng có nhẫn AI nữa. Tăng đam bắn boss rất là nhiều, tăng tận 42% cơ.
quang siêu về để phê xê về. Ê, đi bên ngoài này, nó sẽ, nó có, con này nó biến ra cái mấy cái rễ cây giữ chân mình ấy. Cái này nó sẽ hút mình vào này, cứ phải tránh xa, đi ngược lại, đi ngược lại, tránh xa càng tốt. Ô, súng ô, ô, súng, 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 súng. Úi dồi ôi, mất súng nó mới đau. Cố lên, cố lên, cố lên, nó gần chết rồi, cho mấy quả này. Chết trời, chúng mày đi. Rồi, mày làm gì đây? Rồi, em ơi, em đang, ôi, em đang đâu ấy? Tăng máu nhanh, không chết bây giờ. Máu tăng không thấm bởi vì cái hộp máu này không đủ. Cái hộp máu của mình tận gần 1000 máu cơ. Tăng không đủ. Tăng không đủ mình, tăng không đủ đầy. Trời ơi, bọn cái bọn khựa kia chúng mày làm cái gì thế? Giờ lại phải bắn lại kìa, gần chết. Gần chết rồi. Rồi, tôi không sao. Cố gắng lên, cố gắng lên. Bắn con boss này. Nếu mà bạn nào mà muốn mình review qua cái cung bóng tối ấy, thì mọi người hãy comment bên dưới và like video, chia sẻ video để mai mình rảnh mình sẽ làm cái review cái cung bóng tối trong chế độ đấu đơn nhá. Bắn cho nó nhiều, bắn cho nó hoành tráng. Công nhận là chân con dài, chân con này nó dài thật đấy. Vào đây, vào đây. Rồi, xong rồi. Đấy. Đây là xong hiệp đấu đầu tiên. Còn tận 2 hiệp đấu nữa cơ. Cố lên anh em ơi, cố lên, cố lên. Lần này không thể chủ quan như nãy được. Nãy mình có vứt cả súng đấy cơ mà. Ôi, chạy, 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 chạy nhanh. Không, bọn kia nó ra nó chém mình. Cố lên, có cần chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đấy, cứ ngắm đầu mà nó bắn thôi. Cố lên, cầm chết thôi. Rồi, xong. Em ấy đã phê thuốc và em đây bay, bay, bay. Nổ. Không nổ, biến thôi. Ôi dồi ôi, xong. Đáng nghe nhanh hơn cơ, nhưng mà mấy cái thằng cờ hó kia đầu nó não đã bỏ rồi. Mở hết nhá. Được 2 mảnh song thương. Đó. Đấy, đấy chính là 3 con boss mà sau này Vira Game sẽ ra để cho mọi người trải nghiệm. Vậy nhờ, giờ mình sẽ ra review qua cái cây cung đấy. Rồi, đây chính là kho đồ đây. Kho đồ. Trời ơi, nhìn kho đồ lại mớ. Lại mà nhớ lại hồi xưa. Cái ác quen thuộc của mình. Mà giờ em là của người ta rồi. Đây chính là cây cung bóng tối. Mọi người nếu mà muốn mình làm clip review của nó, review em nó trong chế độ đấu đơn ý, thì hãy comment bên dưới nhá. Like video và comment bên dưới nhá. Và cây song thương rồi. Đây cây, đây chính là cây song thương. Còn cái cây trượng quỷ kia mình thấy mọi người làm clip review em nó, mình thấy nó phế quá nên mình không mở, không kiếm. Cái cây này hồi xưa là mình là người Việt Nam có đầu tiên nhá. Ở bản sẽ mua China ấy, mình là người Việt Nam có đầu tiên. Rồi thế nhá. Mọi người muốn mình làm trong hai cái đấy, muốn mình làm clip review về cái gì thì hãy comment bên dưới nhá. Bye bye mọi người.